Dạ, Phương Sương xin chào bà cô chú anh chị và các bạn trên Phương Nguyệt miền Tây nha. Thì giờ này Phương Sương đi thăm mấy cái thằng câu cắm câu á. Nay Phương Sương đi thăm. Rồi mình cắm hồi chiều, giờ cũng tối rồi mình đi thăm thì không biết có tối không á. Do là Phương Sương quay ở ngoài đồng á thì cô không hơi nhiều, thì có gì cái nhà không cảm cho Phương Sương nha. Tại vì cắt lúa xong rồi cô không lắm luôn. Cái này này nước lên rồi cho nên là cũng có cá nữa nè, nước lên tập rồi đó con cá mừng. Ôi cầm nhung quen úi ủa đúng không, con cá con phi nè. Được một con cá rô phi. Không có em cái gì nữa nha. Để mà mình cầm hết trơn mình sẽ cầm không luôn. Bộ không quá. Đây. Được một con đầu tiên. Để cặn đây xíu mình vô mình lấy. Thôi đem heo thôi. Em heo đi chiếu quên ây da con gì nữa không đây một cành thấy đặt tàn rồi vô không ấy luôn. Ôi cặn này không có rồi. Còn mồi không? Hết mồi luôn rồi nè. Hết mồi luôn rồi, Phương Sương cắm mồi trùng á. Phương Sương cắm mồi trùng á cho nên là mấy con cá mà nó lỡ nó rỉ 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 á. Sao còn hết mồi luôn. Mấy cá con nó hay rỉ á. Không à. Trời ơi, nước lên lắm nha. Nè, cây cây xuống. Ôi, ôi cây cây cái chặn kìa. Ôi, nó nhúc nhích luôn kìa. Nhúc nhích mạnh lắm luôn á, đó. Ôi ôi, muốn xuất cái chặn luôn, đó. Rồi. Ôi. Được một con cá chê nè. Ôi. Ôi. Ôi, một xíu nữa là xong luôn rồi. Ôi hên. Rồi. Số mình còn hên cả nhà ơi. Rồi. Đã vậy. Ý, được một con cá chê nữa là được hai con này, một con cá chê với một con cá con phi. Rồi sao mà nó xuất ra hay trời. Ủa không á, nó bay vô luôn ủa. Này nước lớn á cho nên là cá chê nó cũng nhiều á. Ủa không biết mấy cây này cái gì á. Mùa hồng ba vô nó mũi quậy cút sợ kỳ quá nha. Hôm nay mình cắm cũng xa ở ngoài đây, hồi bữa là mình cắm ở gần gần trong kia. Quá thứ mùa hồng à? Mùa hồng quá chừng luôn.
U thì chưa. Hả? Ôi cái cằn này còn dữ không? Nó kề rồi nó quặn chứ hả? Ôi. Như nào nè. Trời ơi muốn xuất cái cằn luôn kìa. Ôi không dám cằn luôn á. Con cá chê bự. Chà báo luôn. Ôi bự ghê trời. Ôi nó bự hơn bằng tay mình luôn á. Chà báo bự chứ à. À nhìn xuống dưới nè. Như cái chơi này cái chơi vàng ở dưới vàng vàng nè. Không biết sao, mới phải cái gì vàng. Hả? Ây da. Ý. Wow. Đã quá à. Bự không? Bự không? Cái chê to khổng lồ. Lần đầu tiên mình được dính con cá chê bự luôn á. Ây da. Ui. Trời. Không mà để chút vô đấy. Để tặng đây đi. Xíu mình cũng đi vô. Ây da. Ây da con gì. Ôi gì bị ớt nhảy gì. Nơi này nước trên đồng nó lên này, ít bữa thôi mình sẽ đi ngò cua. Tại vì nước khai vụ nó lên á. Nếu mình tắm cái này đâu ta. Ôi liệt 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 thẳng nó rồi. Ôi trời ơi cái cặn kìa. Có lẽ là có một con nữa hả? Ôi! Ây. Lại là cá chê nữa nè. Ôi đã quá à. Hôm nay chúng đánh cá chê rồi. Ây da. Bây giờ mấy con rồi ta? Hai con cá chê, con này nữa là ba con. Nhanh tay, nhanh tay. Nên đó, chậm tay một xíu nữa là xuống dưới đây là bỏ luôn. Là được ba con cá chê với một con cá rô phi. Hôm nay hên vô trời. Hôm nay vô cái chê không luôn. Tại vì nước lớn nè. Nước ở ngoài sông á. Nước ngoài sông nó vô. Người ta phải xả nước vô trong đồng á. Cho nên là nước ở bên đường mương nó sâu quá. Nó bên kia. Chào tốt rồi đây. Ủa không quá chừng luôn rồi. Ủa con gì mới nhảy. Hôm bữa mình đi nước nó chưa có lớn dữ lắm mà hôm nay sao nước lớn dữ vậy. Trong đồng nè. Trong ngoài đồng nè. Nước lên láng. Nó ngoài đồng mà nước quá chừng luôn kìa. Mình không dám đi xuống dưới. Mình không dám đi xuống đây luôn á. Mình sợ nó lúng mình luôn. Mình thôi chứ cũng như không lúng thôi. Ngon chắc rồi. Con ba con cách về con ngon phì. Không biết hôm nay sẽ làm cái gì đây. Biết mẹ mình sẽ làm cái gì đây. Dạ thế. Hả? Ủa? Trời ơi lúc luôn nè. Lúc cái cây luôn rồi đó nha ơi. Không có rồi. Nè cá nó ghĩa nó ăn mồi hết trơn rồi. Hết mồi.
cây cuối cùng. Rồi cây này bị ngu luôn rồi. À, lại hết mồi. Ủa cái chỗ mất. Thôi mình đi vô, mình gom cây rồi mình vô dài vô. Nãy giờ mình gom, nãy giờ cũng được mấy cây mình gom hết rồi đó. Mình cắm như mình cắm không biết đến mấy cây, như có 6-7 cây gì vậy. Mình đang đi dài dài vô. Ngày bà nội mình trồng mấy cây mít rồi. Bỏ mấy cây xài cũng tiêu hết trơn. Nội mình giờ trồng mít với thù nghi. Rồi còn sót lại một cây xài để dành ăn đó. Bỏ quay, đi quay thì cũng cực khổ lắm, không có sung sướng gì đâu ở nhà. Mình phải đi băng đêm băng hôm. Giờ này là người ta ngủ hết trơn, mình phải đi ra ngoài đồng để thăm kiếm ăn rồi. Thôi cũng vô tối rồi, ở đây đi. Mình chỉ có nó sủ. Để đèn này. Ừ. Cho cả nhà coi hình phẩm của Hương Sương nãy giờ nha. Đây. Thấy bà. Được ba con cá chê. Con cá chê này bự hơn. Con cá chê này siêu to khổng lồ. Lần đầu tiên Hương Sương dính được một con cá chê nó bự như vậy luôn á. À, đã quá. Hương Sương như chính con cá dính được mấy con cá chê vừa vừa không à. Sao mà chui ra được vậy? Vô con. Sao mà nhảy ra được vậy? Ồ, tính ra là mình đem cái thùng đó. Vậy mà còn nhảy ra được đó. Thôi là Hương Sương nãy giờ có võ công 3 lần rồi đó. Quá hay luôn. Giờ này ha, ve hay ve kêu gì vậy? Mình cũng chuẩn bị đi vô, ngủ nữa. Tại vì này kia lắm rồi. À, là Hương Sương, thành quả của Hương Sương là được 3 con cá chê với một con cá rô phi. Cá rô phi nhỏ thì mình đem vô. Không biết là sáng mai mẹ mình sẽ làm gì nữa, hay là mẹ mình đem đi bán nữa. Bây giờ đi vô ngay các nhà. Thì clip tới đây Hương Sương xin tạm khép lại nha. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã có hết clip. Cả nhà thấy hay thì cho Hương Sương xin một like được đăng ký nha. Hẹn cả nhà clip sau. Xin chào.